Sáng nay ngày 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Trang Sơn tiếp và làm việc với đại diện công ty cổ phần Samduk Tâm Hàn Quốc về tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Long An. Tại buổi tiếp, ông Moon Chan Seop, Chủ tịch công ty cổ phần Samduk Tâm Hàn Quốc, cảm ơn sự đón tiếp chân tình của lãnh đạo tỉnh. Nhân dịp này, ông mong muốn tìm hiểu về các lĩnh vực có thể đầu tư vào Long An cũng như giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn, quan hệ công ty cổ phần Sap Group Sang Hàn Quốc đã đến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Long An với vị trí thuận lợi và các chính sách đầu tư thông thoáng hấp dẫn. Long An là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh với nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu của cả nước Hiện nay, Long An được biết đến là một địa chỉ tin cậy hấp dẫn trong thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó đã thu hút 206 dự án từ Hàn Quốc với tổng số đầu tư gần 940 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai về tổng số dự án và đứng thứ ba về số vốn đầu tư so với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư lâu dài tại Long An. Tại buổi làm việc, các sở ban ngành cũng đã thông tin cũng như giải đáp các nội dung mà công ty cổ phần Samduk Tông Sang Hàn Quốc quan tâm.